Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu trường cao đẳng y tế Hà Đông. Trường cao đẳng y tế Hà Đông cùng với các trường khối y dược của thành phố Hà Nội thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Hà Nội và lân cận. Trường cao đẳng y tế Hà Đông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng thời, chịu sự quản lý nhà nước về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên môn của Bộ Y tế. Tổ chức và hoạt động của trường tuân theo điều lệ trường cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cao đẳng y tế Hà Đào có nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế có trình độ cao đẳng và trình độ thấp hơn. Có y đức, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo. Có sức khỏe, có năng lực giải quyết các vấn đề kỹ thuật tại cơ sở, có khả năng tự học tập và nghiên cứu. Có khả năng hợp tác bình đẳng trong quan hệ đồng nghiệp, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Lịch sử hình thành và phát triển, ngày 26 tháng 10 năm 1960 trường y sĩ Hà Đông được thành lập là trường y sĩ đầu tiên của Bộ Y tế được thành lập tại địa phương. Sau 5 năm thành lập, năm 1965 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây, trường y sĩ Hà Đông đổi tên thành trường y sĩ Hà Tây. Tháng 11 năm 1970 trường y tá hợp nhất với trường y sĩ Hà Tây thành trường cán bộ y tế tỉnh Hà Tây. Tháng 12 năm 1975 tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Hà Sơn Bình. Năm 1976 trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế 1 Hà Sơn Bình. Năm 1985 hợp nhất hai trường Trung học Y tế 1 và 2 thành trường Trung học Y tế Hà Sơn Bình. Năm 1991 tái lập tỉnh Hà Tây trên cơ sở chia tách tỉnh Hà Sơn Bình trường được đổi tên thành trường Trung học Y tế Hà Tây trực thuộc Sở Y tế Hà Tây. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Ngày 31 tháng 10 năm 2007 trường cao đẳng y tế Hà Tây được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở trường Trung học Y tế Hà Tây, năm 2008 tỉnh Hà Tây sáp nhập với thành phố Hà Nội. Trường cao đẳng y tế Hà Tây được đổi tên thành trường cao đẳng y tế Hà Đông trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho đến ngày nay. Hiện nay, cơ cấu tổ chức nhà trường có 6 phòng chức năng, 10 bộ môn và 3 trung tâm. Với số viên chức, giảng viên của nhà trường là 147 người, trong đó 7 tiến sĩ, 66 thạc sĩ, 53 đại học còn lại là trình độ cao đẳng và trung cấp. Hiện tại, trường có các bộ môn, dược, bào chế và công nghệ dược, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhi, y tế cộng đồng, y học cơ sở, lâm sàng, cận lâm sàng, điều dưỡng, văn hóa, tin học, ngoại ngữ, chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, các trung tâm khám chữa bệnh, trung tâm thông tin thư viện, in ấn, trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, trung tâm ngoại ngữ tin học. Song song với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trường cao đẳng y tế Hà Đông còn mở rộng hợp tác quốc tế. Cho đến nay nhà trường đã hợp tác với nhiều tổ chức của các nước trên thế giới như Tập đoàn Y tế Kyeika Nhật Bản, Tập đoàn Y tế Nozomi Nhật Bản, Nghiệp đoàn Suganuma Nhật Bản, Tập đoàn Pelechuk Cộng hòa Liên bang Đức. Năm 2021 trường cao đẳng y tế Hà Đông tuyển sinh 1.100 chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng chính quy cho 4 ngành điều dưỡng, dược, hộ sinh và kỹ thuật xét nghiệm y học, tuyển sinh 175 chỉ tiêu cho 5 ngành hệ trung cấp. Phương thức tuyển sinh, trường tuyển sinh theo phương thức xét học bạ trung học phổ thông, xét điểm trung bình học tập của học kỳ 1 và 2 của lớp 10 và lớp 11. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.